phát diễn sĩ kia. Khoa hạng thiên hành thần cũng giữ hoan thừa cùng. Nam mô đại thánh đại từ đáng trong địa tàn quân Bồ Tát Thiên Trợ Hàm. Nam mô hữu quân về nhà. Nam mô lấy hậu đồng nhân quân và tương xứng sở là đồng tề. Nhớ thiên mẹ chuẩn bị tiền tử. Thánh từ đồng tề chữ an phục nguyện địa vị. Địa vị tài phú hòa quân sự nhà phổ khí. Quý thông quân sống cho tử sử kết thúc xa hạ. Và đưa ra đến bà hoa các hiệu chương ta đều đều hỏi hết. Và bà con chẳng phá tâm thành kinh hôn mây ngày phát sinh. Và đã hồi hồi năm kỷ lợi có kiếm tâm kiếm trồ. Đồng tâm mạng con. Và khi ta kéo ra sư phẩm là sư phẩm. Khi ta thương thọ là sư phẩm thì tâm mạng dựa sư phẩm. Nam mô thiên đà giác các tổ tổ tâm ma ha tâm. Nam mô thiên đà giác các tổ tổ tâm ma ha tâm. Nam mô thiên đà giác các tổ tổ tâm ma ha tâm. Trung nhân đà la thiệt các kim tâm niệm là thủ pháp trong thế giới các cấp xa hàm. Tại thế giới kinh giải hoan các hiệu chung ta đời. Đưa ra hết sở thành lòng chân có tâm thành kinh. Hôm nay ngày phúc sinh con mời về mắt thủy hội. Có kim tâm nào thi thi trở. Hàng hậu hình hoa ngập thì đều vi phát như đạo giới. Nên tạm kinh chủ thường đọc những pháp quan. Cũng tất cả các thành viên hoàng đồng ta tập. Họ hình khi tạm ca tá pháp quan hòa và đào tạm với ta. Vì ta đất kinh hoa hỏi một cách quân sĩ của mọi sao tình tạm. Vì ta đồng, xin ta đường. Và đào tạm vì ta khen ta sĩ kinh đề ca tập. Bởi đồng cũng đề. Nay mới phải mang lông mang vảy, trừ những thân hình kém cỏi hiền yếu nào bơi dưới nước, nào bò trên cảng, nào bay trong không. Để rồi mang vào hoặc bị móc câu, hoặc bị tên bắn, hoặc bị lưới răng. Tính mạnh các ngươi nằm nơi lưỡi dao mặt cớt. Cháu con ta về quê dỗ tổ, lòng băng
cọp con trâu ơi lên đài dâng hương. Con dâng lên bái ít tổ tiên ý à ơi à. Con dâng lên bái ít tổ tiên, ông bà nội ngoại cùng là tứ thân, bà tổ cô ông mãnh xa gần đều là hệ thống tình thân họ nhà họ tộc con thiệt lễ tình tộc con thiết lễ tình khao, kính mời tiên tổ hồi hương nay giáng đàn, ơn tổ tiên trồng cây gây hạt từ đường ta ngào ngạt hương hoa, hôm nay con cháu gần xa đi. Ngày hôm nay con cháu gần xa về đây sum họp một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường thế hệ mai sau, hôm nay phấn khởi bội phần cháu con họ tộc quây quần bên nhau ai. Lòng thành ghi nhớ trước sau cội nguồn tôn kính đượm màu thiêng liêng, dòng gia phả đời đời nối tiếp chữ thánh hiền, chọn đạo tối linh anh em cùng tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà này mới vui. Tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà mới vui, cùng hòa thuận nghề trước nghe sau vui vẻ lúc hiền vinh, san sẻ cho nhau anh em nhường dưới kinh trên, hiếu đi với đức nghe bảo nhau ta giữ gìn. Một lòng nhường dưới kính trên, sướng vui cùng hưởng lo buồn chịu chung, yêu nghĩa tâm muôn đời nhớ mãi cho cháu con. Kính thưa quý vị, quý bà con, dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống văn hóa lâu đời, uống nước nhớ nguồn, tôn vinh đời trước, kính trọng đời sau. Thank you.
Tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc của cũng như đại biểu khách quý, quý bà con, cô bác đã không quản ngại đường xá xa xôi về dự lễ kinh thành tổng bộ Bốn Giám ngày hôm nay và dành những tình cảm thật lớn cho tổng bộ Bốn Giám ngày hôm nay. Cháu xin trân trọng cảm ơn cùng Bốn Giám Thiên thay ban hội đồng xã phòng bộ Bốn Giám lên bảng xứng đáng kính thành nhà thờ trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể thành viên nội ngoại tập đoàn Bốn Giám, xin tuyên trong không khí vui mừng chào đón xã An Sinh đã trở thành phường An Sinh, huyện Kinh Môn trở thành thị xã Kinh Môn, danh mới danh hiệu mới ở quê hương thân yêu, với tấm lòng thành kính sự biết ơn vô hạn đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Hôm nay nguyên dân tộc Kim Xuyên phường An Sinh chúng tôi hội tụ về đây dân hương long trọng khánh thành nhà thờ cổ. Trước hết cho phép tôi thay mặt toàn thể con cháu nguyên dân tộc Kim Xuyên xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các quý vị đại biểu, quý khách đã đến đây chung vui cùng dòng tộc chúng tôi. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể các thành viên nội ngoại tộc từ các mọi miền về đây làm cho buổi lễ thành thêm ấm cúng linh thiêng, linh thiêng thắm đượm nghĩa tình đồng tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể dân tộc, khoảng trên 200 năm nay hai vị tổ họ Nguyễn là Nguyễn Quý Công từ Hoàng Sa và Nguyễn Quý Công từ Húc Tế đã đặt dấu ấn của họ Nguyễn tại nơi đây từ miền Trung di cư từ Hà Tây và Hà Tây và từ Hà Tây về tiếp đến tới nơi này. Thể nơi đây là vùng đất linh thiêng với vị thế đẹp, các cụ đã ở lại định cư và lập nghiệp, cùng tự chia làm hai nơi, một cục về xuất phù gần sông Thượng ngày nay, một thời gian sau xây dựng một hiếu thờ gọi là Miếu Thượng sau điện của An Sinh ngày nay, còn một cục về còn một cụ ở lại một thời gian sau cũng xây một hiếu thờ gọi là Miếu Bà về phía đông bắc gần đầu đường gần đường ngang Kim Xuyên ngày nay có tên đệ là Nguyễn Đức. Câu chuyện miệng thường gọi là họ là cụ về xứ phù có Miếu Thượng có tên đệ là Nguyễn Doãn. Câu chuyện truyền miệng là họ Doãn tức là họ Nguyễn Doãn ngày nay khi hai cụ đã an cư tính đến lập nghiệp. Khi đó vùng đất này còn hoang sơ, tổ tiên chúng ta đã phải vượt qua nhiều nguy hiểm khó khăn để khai hoang tạo dựng được danh nhân an nghiệp và truyền lại cho con cháu chúng ta được như ngày hôm nay. Người bốn đời đã gắn bó cổ họ Nguyễn Doãn tộc với khu dân cư Kim Xuyên phường An Sinh ngày nay trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử là Nguyễn Doãn tộc Kim Xuyên chưa có nhà thờ riêng để thờ tổ. Việc cúng thờ tổ tiên và các hoạt động của dòng họ được thực hiện ở nhà ông trưởng tộc mãi đến năm 2006 với sự khởi xướng của ông Nguyễn Doãn Khái, Nguyễn Doãn Tỉnh và các bậc kỳ lão trong họ cùng sự đồng lòng của toàn thể thành viên trong họ mua lại nhà cũ của bác Nguyễn Văn Giỏi là con thứ của trưởng tộc đời thứ 10 chuyển cả gia đình về Quảng Ninh lập nghiệp vừa bán vừa cúng tiến cho dòng họ. Từ đó các tiền nhân thủy tổ của dòng họ được thờ cúng hàng năm trên đất tổ chu đáo và nghiêm túc hơn. Tuy nhiên trải qua nhiều năm tháng hơn nữa xây dựng không đảm bảo kiến trúc nhà đã bị xuống cấp tuy đã được tu tạo nhưng không và không bảo đảm. Bởi vậy dòng họ ngày đêm đau đớn với công việc xây dựng lại nhà thờ họ để con cháu có nơi thờ tự lâu dài không gian đẹp hơn phù hợp với sự phát triển của dòng họ. Bước việc chăn trở ấy được thể hiện mạnh mẽ nhất là mà trước hết là bác Nguyễn Doãn Tỉnh cùng hội đồng ngay từ Tết Trung Nguyên 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 thống nhất thu mỗi năm 1 triệu đồng trung hàng 2 năm sau sang năm 2019 thu hết và triển khai xây dựng để thu hút đông người tham dự cho các thành viên trong dòng tộc. Bác Nguyễn Doãn Tỉnh và bà Trịnh Thị Phúc đã tài trợ
đây cũng là người đổ đầu tiên tạo đế thế trong lực và niềm tin cho cả dòng họ. Để hội đồng Nguyễn Văn Đậm quyết tâm xây dựng nhà thờ và ban thường trực chuẩn bị triển khai xây dựng nơi như điểm trời và sự linh thiêng phù hộ độ trì của tổ tiên. Khi kế hoạch xây dựng nhà thờ được khởi xướng, lập tức tất được tất cả mọi người trong cộng đồng nhất trí hưởng ứng và các tân ca, mọi người đều có tâm hướng về sản phẩm tùy theo điều kiện của cụ thể của mình. Danh sách đã có cung tiến ngày càng dài thêm cho đến hôm nay, con cháu đã sáu có cung tiến được 666,6 triệu. Nhiều gia đình nêu gương đóng góp ngay từ đầu, như gia đình ông như cụ Nguyễn Văn Tèo tuy tuổi cao gần 90, ông vẫn đóng góp đủ trăm thất tinh. Tiếp đến các gia đình Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Toán, Sơn Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Văn Ngọt, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thị Nga, tuy đã xuất giá tổng số nhưng vẫn còn những đấy bỏ tay nhà thờ cũng xin cung tiến 5 triệu đồng tổng cộng. Ngoài này mới quy định mỗi nam mỗi đinh nam 1 triệu đồng, nữ tùy tâm, nhưng một số các bác các chị cũng tham gia đóng góp như một xuất tinh, như bà Nguyễn Thị Kèo, ông Đục ông Dục Kiệt Sơn, Nguyễn Thị Luyến Phúc Hòa Phúc Thượng, Nguyễn Thị Thủy, ông Giao Hải Dương, Nguyễn Thị Thúy cũng khá không ra riêng và thuê có đổ. Còn nhiều người con gái của dòng họ Nguyễn Quán tuy đã xuất giá tổng thu có trách nhiệm chăm lo bên nhà chồng, nhưng khi biết tin họ bỏ tập xây nhà thờ đã về công đức góp sức cùng dòng họ chúng ta ghi nhận biểu dương và mong muốn nhân chồng gặp tấm gương đẹp đẽ như thế. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa gia tộc, được sự nhất trí của toàn thể thành viên trong hội đồng gia tộc đã quyết định khởi công xây dựng nhà thờ vào ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức là ngày 14 tháng 4 năm 2019. Quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa, nhưng vì đường vận chuyển vật liệu khó khăn nên thời gian đến nay mới hoàn thành, nhằm thỏa mãn ước quyền của con cháu báo hiếu với tổ tiên. Các bậc sinh thành đồng thời cũng đã thỏa mãn ước quyền cầu mong cho linh hồn các bậc tiền bối được siêu thoát thanh thản và mỉm cười như chuối. Chúng ta nhận thức rằng nhà thờ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của đa số người dân Việt Nam. Nhà thờ có thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong một gia tộc nội ngoại tụ hồn thiêng đồng tộc, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày cá nhân được ấm áp gần gũi của ông cha đang dõi theo mọi việc làm con cháu để ngăn ngừa điều giữ phù hộ độ trì cho con cháu mọi việc được thanh thông an thái. Nhà thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, ngày tổ tết con cháu cùng nhau kính cẩn thắp hương lễ vật kính báo với tiền nhân và bày tỏ ước mong được sự phù hộ độ trì che chở cho con đời, cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi đầy. Nơi đây chúng ta cùng nhau đoàn viên tâm sự và những gì bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia sẻ ngọt ngùi chúc lỗi kinh lo khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Ý nghĩa của nhà thờ lớn lao như vậy cho nên tiêu chí đặt ra phải tôn nghiêm đẹp đẽ cao ráo thoáng mát tiện lợi, kiến trúc vừa truyền thống vừa phù hợp với điều kiện hoàn cảnh. Tâm huyết cùng với dòng tộc họ ông Nguyễn Doãn Khái và bác Nguyễn Doãn Đỉnh đã nhờ người thiết kế nhà thờ theo kiểu chữ tinh, ba gian bằng 40m², sử dụng mái bằng đồng trầu, kiến trúc đường nét màu sắc nhà thờ tạo nét tôn nghiêm nhưng rất ấm áp gần gũi với con cháu. Trong cột cung thờ nhất đài tổ khảo Nguyễn Quý Tông từ Hoàng Xá, nhị đài thủy tổ khảo Nguyễn Quý Công từ Trực Bình, tam đài cao thượng tổ khảo Nguyễn Quý Công từ Trực Chính, tứ đại cao thượng tổ khảo Nguyễn Quý Công từ Phúc Liêm và các tiền nhân của ba cái họ. Phía trước vòng cung là Đức Hoành Phi, tổ Đức Ân Công, hai bên là đôi câu đối tổ tiên phương danh nơi cung tử sử tử tôn có tinh hạ tế gia phong bộ câu đối và Hoành Phi này có Nguyễn Văn Mạnh thượng cung tiến
nhà thờ mới được xây dựng ngay trên nền đất trên nền nhà của ông trưởng thọ đời thứ 10 khi ông đã qua đời chuyển quyền cho con thứ sau sử dụng của con sử dụng. Sau đó thứ của con thứ nhược lại cho phần nào cũng tiến cho họ. Hội đồng gia tộc đã làm thủ tục chuyển quyền từ dụng đất sang tộc họ. Sau 7 tháng 7 ngày vượt qua thời tiết nóng nắng khắc nghiệt, đến hôm nay nhà thờ họ đã hoàn thành đảm bảo chất lượng theo thiết kế và cũng và có chỗ phải theo năng lực phải theo thực trạng của đất. Bao tháng ngày mong đợi đến hôm nay trước mắt chúng ta là ngôi nhà thờ tổ tiên lộng lẫy khang trang, lòng ấm lòng tổ tiên bắt mắt cả lòng con cháu để có được công trình nhà thờ hôm nay. Vô cùng cảm động đối với gia đình bác Nguyễn Văn Đỉnh là một người con có tâm huyết, có ảo hiểm. Mình với dòng họ quen hương đi khắp vào bia và bỏ vàng. Xin cảm ơn toàn thể các thành viên hộ ngoại, dâu rể, dòng họ. Trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm và tất cả những người yêu quý con tổng chi tiên đại ngộ cung kiến đóng góp tiền bạc hiện vật và công sức cho nhà thờ hôm nay. Dòng họ tiếp bước ông và tổ tiên mang hết tài năng công tâm sức xây dựng
thôi ạ. Xin chân thành thỉnh lời.